1. Xét nghiệm NIPT có chính xác không? Xét nghiệm NIPT có chính xác không là thắc mắc chung của rất nhiều mẹ bầu. Theo các chuyên gia y khoa, so với phương pháp sàng lọc trước sinh truyền thống như double test và triple test thì NIPT an toàn hơn, hiệu quả hơn và độ chính xác cao hơn. Vì phương pháp sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT được thực hiện dựa trên việc phân tích ADN tự do của thai nhi ở trong máu người mẹ, nên có thể hạn chế tối đa sự tác động từ môi trường bên ngoài. Thêm vào đó, nó được tiến hành bởi thuật toán hiện đại và hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ cao, nên kết quả trả về rất nhanh chóng và chính xác. Mặc dù mọi phương pháp sàng lọc trước sinh đều có sai số nhất định, nhưng với xét nghiệm NIPT, sai số này rất thấp. Sau khi thực hiện xét nghiệm NIPT, kết quả trả về là dương tính, thì mẹ bầu nên làm các phương pháp sàng lọc trước sinh khác để khẳng định chắc chắn rằng thai nhi có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể hay không. Bởi vì xét nghiệm NIPT chỉ mang tính sàng lọc, không mang tính chẩn đoán. 2. Các yếu tố quyết định tính chính xác của xét nghiệm NIPT. Xét nghiệm NIPT có chính xác không dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể là quá trình lấy mẫu máu và bảo quản được thực hiện theo đúng quy chuẩn. Để thực hiện phương pháp xét nghiệm NIPT, bác sĩ sẽ lấy 7 đến 10ml máu từ tĩnh mạch trên tay mẹ bằng ống chân không. Tiếp đến, sẽ trộn lẫn máu và các chất bảo quản với nhau bằng phương pháp chuyên biệt. Sau đó, sẽ mang mẫu xét nghiệm này bảo quản ở điều kiện nhiệt độ bình thường. Để đạt được hiệu quả cao nhất, các mẫu xét nghiệm này phải được đem đi phân tích và sàng lọc trong vòng 7 ngày, tính từ ngày lấy mẫu máu. Các thiết bị được sử dụng trong quá trình xét nghiệm NIPT phải đảm bảo khả năng phân tích và sàng lọc theo đúng yêu cầu. Thuật toán phân tích được các bác sĩ sử dụng. Thuật toán càng hiện đại, chi tiết và giải trình cao thì kết quả trả về càng chính xác. Chính vì những lý do trên nên việc thực hiện khám xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT là vô cùng cần thiết và chính xác. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.